ngày 27 tháng 6, đoàn chuyên gia công viên địa chất toàn cầu UNESCO tiến hành khảo sát, đánh giá thực địa tuyến du lịch, trường ca của lửa và nước. Đoàn chuyên gia đã khảo sát các điểm trung tâm thông tin công viên địa chất, làng nghề Đan Lát Mờ Nông, khám phá tuyến đi bộ trong rừng, dãy núi lửa Năm Ca. Qua khảo sát, nhằm có bước đánh giá sơ bộ để thảo luận và biểu quyết kết quả đợt tái thẩm định. Trường ca của lửa và nước là tuyến du lịch thuộc công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông với 14 điểm dừng chân, trải dài từ thành phố Gia Nghĩa đến huyện Cờ Rông Nô. Đây là tuyến du lịch có nhiều hệ thống hang động núi lửa ba gian hoang sơ, phân bố dọc sông Cờ Rông Nô được phát hiện từ năm 2007. Trong ngày 28 tháng 6, đoàn chuyên gia UNESCO tiếp tục khảo sát, đánh giá thực địa tuyến du lịch, bản giao hưởng của làn gió mới, bắt đầu từ huyện Cư Rút đến thành phố Gia Nghĩa.